rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Đoạn này căng dữ ta. Đoạn này căng dữ vậy mấy má ơi. Đoạn này căng quá ha. Ôi là la, đoạn đường này trời ơi cứng quá anh ơi. Từ từ anh ơi, hơi sức bình tĩnh. Đoạn đường này nghe, đoạn đường này nghe, đoạn đường này nghe. Rớt chưa? Chuẩn bị tới này. Trời ơi. Đừng chúng tôi nữa chúng dân. Ta nói nó trời ơi, ta nói ô mẹ ô cha mẹ ơi, trời ơi tía má ơi. Trời ơi. À, cầu lắc dữ vậy anh? Tao không sợ nó té, tao sợ nó gãy thôi. Trời ơi. Trời ơi, tiếng đàn ông ghê. Ủa cái gì rồi. Vậy, cái gì vậy? Trời ơi, ơi. Vậy ơi. Vậy ơi. Đi rít thì nhanh rít. Xúc ra rồi bạn ơi. À, ôi ôi. Của tôi nó xúc ra rồi. Xúc cái gì? Cái đồ của tôi nè. Là chỉ có xúc qua đây. Không có. Nãy nó mới kêu cái cọc cái giật mình rồi. Trời ơi. Đáng lực quá. Trời ơi. You wanna go Superman style? No. I'm best in my style. Spider-Man, please. Spider-Man. Woo! Here we go. Ê kìa. Nắm giờ. Hơi rối nhẹ miếng cho thầy. Người có muốn anh Giang đứng lại dưới đường không? Muốn. Em nãy Giang nó đạp em đó, nhớ không? Dạ nhớ. Rồi đó, em trả lại cho nó cái đi. Trời ơi, đu đẹp quá. Bye bye. Căng vậy? Ủa tại bạn nói nắm 2 giây. Đúng rồi, rồi. Rồi sao vậy? Rồi. Giờ nắm dây đen. Go. Vừa mới nói xấu bạn cũng bị nghiệp quần thấy không? Đó, báo người ta không à, thấy không? Trời ơi, mất công tao. Giờ báo người ta nữa. À, giờ mình đạp cái hàng này đi xuống dưới luôn. Đâu rồi ai cứu ai. Mẹ già chiêu quá. Giải cứu thành công. Trời nha, nguy hiểm nhiều. Nguy hiểm em ơi, sao cái này không an toàn bằng zip line nha em ơi. Mẹ á, trời ơi. Ê em ơi. Cục đá bự kìa. Ủa sao mình xếp máy hoài vậy? Tắt máy chứ không. Còn chạy mà tắt máy nữa. Ơi. Ê nước em ơi. Ôi bờ hồ. Ơi dốc. Ê từ xuống, đợi tao xuống tao. Trời. Anh sẵn sàng chưa? Rồi thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô ra đất na đa ra dạ dạ. Thôi được anh, chúng ta xích lên xíu. Được. Trời ơi. Sao tự nhiên ở đây người ta lại có một cái khúc cua củ chỏ vậy em ơi? Em mình chạy với chậm anh được không sao đâu. Mình em cứ chạy 50 sát lề cho anh nha. 50 sát lề, yên tâm. Hello, chào mọi người. Chào mọi người, mình đang lái rất là vui. Bây giờ tụi tôi vẫn chưa bán được bình đồng phòng nào. Sợ quá. Ê em ơi, giật nguy hiểm vậy em. Em ơi,
Em ơi sao chị Nhiên ở đây người ta lại có một cái khúc cua cụ chỏ vậy em ơi. Ê, anh ơi. Rồi đợi anh lên á. Rồi vào số tiến, vào số tiến. Cứ giả hai thanh nhé, không bóp ga luôn. Không bóp ga luôn, cứ giả hai thanh luôn. Hiện tại chúng tôi đã vừa qua được những con ê, ê, cái này căng thẳng nha, cái này căng thẳng nha. Ê, ê, ê. Ôi, cái eo gì mà ghê vậy nè. Rồi, cái eo gió. Trời ơi. Chữ S luôn á anh em ơi, chữ S luôn anh em ơi, chữ S luôn anh em ơi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, cứ hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao nó eo xuống kia vậy em ơi. Nó eo, nó eo xuống nó vô được không? Đúng rồi, đúng rồi. Ê, ê, ê. Ê, con cảm giác là em kêu ẹo đấy em ơi. Ê. Trời ơi, công trình cha mẹ cho học là mấy cua này nè. Ây da, cây đâm em, cây đâm em, cây đâm em. Đâm vô nách anh luôn em. Trời ơi, đâm em. Đúng rồi, hết giá số cho anh ơi. Đúng rồi, hết giá số đi. Trời ơi. Trời ơi, khá bụi nha. Ê, 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 ê. Đưa theo chiều gió. Ôi 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 lên đường chờ em đi qua đời bên rồi ai ngồi anh chờ thì em đi qua về bên đây. Ủa sao thắng nghe dốc ghê vậy, có cô bán nước giữa đèo kìa. Rồi chào mừng các bạn đến với trạm thứ hai ha. Thì sau đây là cái thông tin ngắn gọn. Vào năm 1895, Giạc Xanh thành lập viện Pasteur ở Nha Trang và điều chế huyết thanh chữa bệnh dịch hạch. Ông đã đến vùng suối Dầu cách Nha Trang 10 km, thành lập một trại chăn nuôi và trồng trọt. Ông lao vào nghiên cứu huyết thanh trị bệnh dịch hạch. Bây giờ các bạn sẽ phải hóa thân thành những người cộng sự và mang huyết thanh về đích an toàn. Đây là 3 ly huyết thanh. Ok, đưa đây uống nha. À không, cái này uống được nhưng mà vấn đề là phải cân nhắc. Tại vì á, cái luật của cái trận này á là mỗi người ngồi sau sẽ cầm một cái ly huyết thanh này. Trời ơi. Mang lên phía trên kia và phải khi mà đến nơi á thì phải đo cái mực. Cái mực nào mà còn nhiều nhất á thì cái đội đó giành chiến thắng. Được rồi, có vậy. Thế thì màu xanh, thiên nhiên, rừng núi. Rừng núi đúng rồi, okay. Rừng núi phù hộ. Anh màu cam đúng không? Anh màu cam, cam chịu. Ủa vậy không cam chịu, không cam chịu. Dạ, cam chịu. Em phải chiến đấu. Có đỏ là có máu. Có đỏ là có máu, ok. 3, 2, 1, go. Điểm. Điểm cái xe cũng hết máy anh ơi. Anh ơi, cảm ơn anh đứng thời ok vô. Trời ơi em ơi. Nó đổi gì được chưa anh Tuấn ơi? Trời bên kia uống huyết thanh luôn kìa trời. Sao uống huyết thanh của người ta vậy anh ơi? Đây là trận thử thách thứ hai trong cái tuyến đường zip line chúng ta. Ông Alexander Yersin, ngoài việc là một nhà bác sĩ thì ông còn rất là yêu thích nghiên cứu thiên văn học và thời tiết. Dạ. Ngày xưa khi mà còn sống ở Nha Trang, ông đã xây dựng một cái trụ thiên văn học để ông theo dõi thời tiết để mà dự báo cho những người ngư dân tại thành phố này. Ôi, ông hay quá ha. Ông hiến cho đời á. Cho đến những ngày cuối đời, trước khi ông mất, ông vẫn còn làm công việc này để dự báo thời tiết cho người dân Nha Trang. Vậy nên bây giờ thử thách của chúng ta sẽ liên quan đến thiên văn học và thời tiết. Chúng ta sẽ có những câu hỏi mang tính chất kiến thức và cả đố vui liên quan đến thiên văn học và thời tiết. Kiến thức thì cái thứ mà tôi không có. Nhưng mà có đố vui được kìa. Mình đố vui thì tôi cũng không vui lắm. Chúng ta sẽ có tất cả 9 câu hỏi.
Tương tự như vậy thì trong số 9 câu hỏi này, ai trả lời được nhiều nhất thì coi như đội chiến thắng ở trạm này. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên. Theo đo lường vận tốc một giây ánh sáng bằng khoảng 300.000 km, vậy 1 phút bằng bao nhiêu km? 18 triệu km. 18 triệu là đáp án chính xác. Một điểm cho đội anh Giang. Mình nhân chậm quá. Anh còn đang tính 010. 010 là gì? 000 á, 00. À, cái mẹo, mẹo cấp 1 á. À, đang tính mẹo đó. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi liên quan đồ vui. Vui nha, vui nha. Thủa bé, em có 2 sừng, đến khi nửa chừng thì lại tròn ra. Mới có 30 đã già, bỗng nhiên hóa trẻ lại ra 2 sừng. Đây là cái gì hả? Đây là cái gì? Anh đọc mặt trăng, mặt trăng. Mặt trăng là đáp án chính xác. Rồi, ủa? Trăng khuyết trăng tròn á. Các thành viên của đội tôi ơi, đừng trách nha. Tôi thách các bạn trả lời được. Đúng. Chứ bên đây là tôi ấy rồi. Ừ. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu nói nổi tiếng "Dù sao trái đất vẫn quay" của nhà khoa học nào? Galileo. Galileo là đáp án chính xác. 3 điểm cho đội anh Giang. Tôi chơi chim nhắn. Các bạn ơi, đừng trách. Tôi thách các bạn trả lời được đó, các bạn nhắn tôi ơi. Câu hỏi tiếp theo, điền vào chỗ 3 chấm trong lời bài hát "Em gái mưa" của ca sĩ Hương Tràm. Trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại 3 chấm trong giấc mơ buốt lạnh. Cả bầu trời nắng, cả bầu trời nắng, cả bầu trời nắng. Ký ức, ký ức. Mưa trôi để lại. Ký ức, cả bầu trời nắng. Ký ức buồn. Sai. Ngây thơ. Không phải. Ngây thơ là đáp án chính xác. Yes. 1 điểm cho Chris. Ủa, ngây thơ hả ta? Ngây thơ, ngây thơ. Hồi xưa tụi em có làm parody bài này nha. À vậy hả? Làm gì? Trời ơi, đưa ngay đề tủ. Anh không có biết chỗ đó luôn. Dạ. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Ok. Trong văn hóa Babylon cổ đại, các nhà chiêm tinh học đã sáng tạo ra 12 cung hoàng đạo dựa vào sự chuyển động của mặt trời đi qua các vòng sao. Vậy cho hỏi, hình ảnh đại diện của cung thiên yết là gì? Bò cạp, bò cạp. Con dê, con dê. Con bò cạp. Bò cạp là đáp án chính xác. Thêm 1 điểm cho quiz. Thiên bình là tôi biết luôn, tôi cung thiên bình mà. Tôi biết đúng cung thôi à. Những đợt rét muộn vào cuối tháng 3 âm lịch ở khu vực miền Bắc thường được gọi là rét nàng Bân. Vậy theo câu chuyện cổ tích dân gian thì nàng Bân là con gái của ai? Nàng Bân, vua Quang Trung. Không nhớ. Nàng Bân. 5, 4, Gia Long không ạ? 3. Không phải người Triều Nguyễn đâu. 2, 1, hết giờ. Vua Lê. Đáp án là con gái của Ngọc Hoàng. Câu hỏi tiếp theo, hành tinh nào nóng nhất trong hệ mặt trời? Mặt trời. Không phải. Sao Thủy. Sao Quả. Sao Thổ. Sao Mộc. Sao Kim. Sao Kim là đáp án chính xác. Nói lại. Liệt kê, liệt kê. Đúng rồi, liệt kê thôi. Bây giờ không biết thì phải liệt kê. Bằng nhau đó hả? Đang 3 đều cho anh chết Giang tươi, và chết Quýt. Tươi, chết tươi. Thôi anh nhả chết em tươi. Đúng không? Chết tươi, chết tươi. Tại nếu mà nhả thì phải nhả luôn tôi, sao mà nhả tôi. Thôi nhả thôi mà, nồng ấy thôi. Không, tôi vô mấy cuốn này là tôi quyết lắm. Trong bài hát Hà Nội 12 mùa hoa thì tháng 6 tác giả đã nhắc đến loài hoa nào? Hoa ly. Hoa sữa. Không phải hoa sữa, hoa sữa tháng 9. Hoa ly. Hoa huệ. Hoa ban. Hoa phượng. Hoa mai. Hoa lan. Hoa điên điển. Bậy điên điển đâu á? Điên tây. Hoa 10 giờ. Hoa xưa. Hoa sen. Chính xác, 1 điểm tranh luật. Sao anh cười gian ác vậy? Nói đại ông nội ơi. Đây là câu hỏi cuối cùng, và hiện giờ đang là 3 đều cho anh Trời Giang. Với cả Quýt là chỉ có 2 người trả lời câu này thôi. Ủa vậy? Với ông nãy đó. Lao. Bạn thấy danh dự. Cái khán giả cũng khen anh là biết hoa sen. Tại vì tôi là có tâm Phật, cho nên là tôi nghĩ đó hoa sen liền à. Câu hỏi cuối cùng. Đây là gì? Long lanh trên ngọn cỏ như những hạt kim cương. Sương. Mặt trời vừa lên tỏ. Sương. Tan biến luôn thân hình. Giọt sương. Ở sương là đáp án chính xác. Trên ngọn cỏ vô giọt sương không có gì khác. Cô như vậy là đội anh Giang đã chiến thắng 2 trận của thử thách này. Có cái khác nữa bạn nói kì. Xin chúc mừng đội anh Giang. Hay quá. Như vậy là thắng toàn phần ở cái trò chơi này đúng không? Chuyến này mình 2 trận là xong rồi, xong còn 2 trận là bên ATV và 1 trận chung kết ở trên đỉnh của Hòn Ba. Hiểu. Rồi, vậy mình kết thúc đường đua đó. Trời ơi, tiếc quá. Rất chậm rãi. Rất chậm rãi. Hết sức từ tốn. Đoạn này chậm lắm. Đoạn này là cua, cái gì gọi là cua chỏ, cua ô gì đó. Ê. 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 Ê.
khổ không anh? Rồi được. Mày chỉ giúp tay quá được, em được, ơi. Được, em làm được, em làm được, em làm được. Ê. Hơi lo, hơi lo. Ê. 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 Ủa, đoạn này căng dữ ta. Đoạn này căng dữ vậy mấy má ơi. Đoạn này căng quá ha. Ê. Ôi là la, đoạn đường này trời ơi, cứng quá anh ơi, từ từ anh ơi. Hơi sức bình tĩnh đoạn đường này nghe, đoạn đường này nghe, đoạn đường này nghe. Rớt chưa? Chuẩn bị tới này. Ê. Trời ơi. Đừng vừa chúng chưa nữa chúng chưa. Ta nói nó trời ơi, ta nói ô mẹ ô cha mẹ ơi, trời ơi tía má ơi. Anh ơi, cứu em một lần nữa. Lại số lùi thôi anh, lại số lùi thôi. Sao vậy ta? Rồi, cua, rồi. Yes. Số tiền. Đừng có giỡn, cho em ngồi, cho em ngồi. Trời ơi, sao mà chị một mình, chị ngồi hai chỗ. Chị có bầu em ơi. Ngồi hai chỗ. Ê, quay về. Được, em lo được, đừng lo anh Tấn. Em lo được, Tấn ơi. Dốc anh Tấn ơi, dốc anh Tấn ơi, dốc nhà. Tôi chạy đi suối á. À. Lầm chơi suối bỏ chơi vô. Thì chị nghĩ cái tay. Chị nhứt cái tay vô em ơi. Ủa mình chơi gian vậy ta biết sao? Sao biết được, về dựng mới biết. Khán giả biết đó, ông đánh giá mình đó. Vậy, ở đây là công bố thôi em hiểu không? À. Rồi về là dựng mới biết. Thì có gì đó. Khán giả ném đá anh Lâm nha. Ok. Hello anh. Cứ lên dốc là uống vào nhá. Ok. Chuẩn bị này. Anh nhóc Lâm nhả ra. Ừ đúng. Chuẩn bị vô. Ba đi để anh tăng ga. Em nói chấp nha. Ok, rồi nhả được rồi đó. Được. Thôi dừng luôn đi để anh mang vô đi em ơi. Ờ, vô. Rồi tới rồi, cái cờ là mình tới. Dừng. Rồi ok, anh xuống trước đi. Rồi tính ơi, đánh chém. Em xuống trước chứ sao anh xuống được. Ờ. Đánh chém năm sau nha anh chơi. Ok em. Có nước miếng lùm la nha. Có nước miếng lùm la nha. Ủa đâu ai cắm đâu. Nè đơm nè, đơm nè. Không có. Màu cam không có đơm nha. Cảm thấy màu cam nó nhiều hơn màu xanh một xíu. Thì đó. Yeah. Ok. Yeah. Rồi bây giờ cái hành trình các bạn về đây như thế nào mà hay vậy? Ly nước còn nguyên vậy? Dạ, chỉnh đốt à, chỉnh đốt thôi. Năng dạ. Kiểu. Em thấy là cái tay của em đi quay phim mọi người riết cái tay em như cái gimbal vậy. Không thể nào mà rớt được. Đó, lúc nào nó cũng cân bằng hết. Đúng. Đúng rồi, với lại là khúc nào khó quá thì em hớp dùng miếng. Đúng. Em qua khúc khó rồi em nhả ra. Ờ, nhưng mà sao của em đờm nhiều dữ vậy? Em có bệnh lý, bệnh nền. Có, em đại tay mũi họng. Như vậy là theo cái kết quả này thì là đội của Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn lại dẫn trước. Dạ. Yeah. Các bạn được 40 điểm. Ồ, dở dở. Rồi đội về nhì là đội màu xanh lá của Tân với Lệ Hiếu. Các bạn được 30 điểm. Yeah. Rồi nhì luôn. Trời ơi, tới giờ phút này hơn thua làm cái gì nữa chứ? Đúng rồi. Không có ý nghĩa gì nữa. Đúng. Chơi cho vui thôi mà. Biết chứ là không hơn thua làm gì. Thì đó. Rít Phan nó biết chứ nó cạo đầu hay không. Công nào cực khổ Rít Phan suy nghĩ, đáng đo giết người này hại người kia, đường cho em. Hai đứa tách là tách Phan cả là hả thua liền. Chúng mình cũng là hai con tiện nghĩ. Sao biết Phan kia chỉ thắng, nó thua luôn sao? Đúng rồi.